Có nhiều bạn là yêu cầu mình là anh hãy làm một cái video về kỹ thuật là trồng cây đậu bắp làm sao mà cho nó đạt được cái năng suất cũng như là nó tiết kiệm được cái chi phí mà khi mà mình bắt đầu là trồng cây đậu bắp. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem một cái mô hình là trồng cây đậu bắp trên nền đất thịt ha, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của riêng mình cho những cái người bạn nào mà mới tập trồng đậu bắp á, thì các bạn có thể là tham khảo ha. Trước đó thì mình cũng đã ra nhiều cái video và cũng rất là nhiều câu hỏi là hỏi mình về các khoảng cách trồng cũng như là cách bón phân như thế nào và những cái giống nào là nó đạt chuẩn. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái vấn đề đó ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về giống nha mọi người. Giống thì ở đây thì trước đó mình đã nói rồi, những cái giống nào mà ngắn ngày thì nó sẽ là năng suất ha, còn những cái giống nào mà nó dài ngày, ví dụ như từ 50 đến 55 ngày các bạn, thì các bạn là nên hạn chế trồng. Tại vì á, nếu như là chúng ta trồng không đúng các bạn thì nó sẽ không có năng suất. Ví dụ như là chúng ta trồng gần quá đi thì nó sẽ rất là lâu ra trái, thậm chí nó chỉ là tốt về cái mã thôi nhưng mà trái thì nó rất là ít. Và cái giống đậu bắp mà mình muốn đề xuất cho các bạn đó là giống đậu bắp của nông hội nha các bạn ha, ở trên thị trường bán khoảng đâu là 40 mấy ngàn là một gói ha. Và các bạn cũng có thể là mua ở trên Shopee cũng vẫn có nha các bạn ha, hoặc là các bạn có thể là mua cái giống là đậu bắp lùng, cái loại nào cũng vẫn được. Tại vì cái đậu bắp lùng các bạn trồng thì nó rất là năng suất, nhưng mà ở ngoài tiệm vật tư nông nghiệp các bạn muốn mua thì nó cũng thấy rất là ít, đa số là chỉ mua ở trên mạng thôi là sẽ có nha các bạn ha. Thì đó là về cái vấn đề là về giống. Tiếp tục là về cái vấn đề là về khoảng cách nè, thì ở đây thì mọi người cũng có thể là xem được ha, là cây cách cây là 5 tấc nha các bạn ha, còn hàng cách hàng á là 1 mét nha. Đó, quay cận cảnh cho mọi người xem luôn. Và ở đây là trồng rất là đều nha các bạn ha. Ở đây mỗi lần mình vô vô phân các bạn thì mình sẽ là cuốc ở cái gốc của nó là một xíu đất cho để mình lắp lại nha mọi người ha. Đó, các bạn có thể là xem được. Do ở đây là mình trồng trên nền đất cao nên mình không có lên liếp nha mọi người ha. Còn nếu như là các bạn mà trồng ở nền đất ruộng á thì bắt buộc là các bạn phải là lên liếp. Thì đây là về cái vấn đề là hàng cách hàng và cây cách cây. Có nhiều bạn á, là trồng nó rất là gần luôn. Các bạn nghĩ là trồng nhiều cây thì cái năng suất của nó thì nó sẽ nhiều trái, nhưng thực chất đây là một cái quan niệm sai lầm ha. Trước đó thì mình cũng đã nói rồi, chỉ khi nào mà chúng ta trồng cái khoảng cách mà nó thưa như thế này các bạn thì cây của mình là nó mới thông thoáng, nó mới quang hợp được và nó mới có tàn nha mọi người ha. Còn nếu như là các bạn mà trồng gần quá thì nó sẽ không có được cái tàn đâu, và nó rất là lâu ra trái. Trồng như cái thời gian như thế này các bạn là từ 35 đến 40 ngày là nó đã ra trái rồi, đối với cái giống nông hội ha. Và một gốc như vậy thì các bạn có thể là trồng từ 1 cây cho đến 2 cây nha các bạn, tùy vào cái người mà muốn trồng nó như thế nào thôi, nhưng mà thật chất là 2 cây với cái khoảng cách là 5 tấc là ok nha mọi người ha. Ở đây là trồng trên nền đất thịt. Và đối với cái vấn đề mà bón phân thì nhiều bạn cũng có hỏi mình, và ngày hôm qua thì mình cũng đã ra một cái video mình nói cơ bản về cái cách bón phân cho một bạn tên là Nguyễn Kiên Giang đã bình luận hỏi mình ha. Thì đối với cái cách bón phân, nếu như là cái nền đất của mình mà nó đã có cái dinh dưỡng sẵn, ví dụ trước đó thì mình đã trồng những cái loại cây như là cây cà phê hay gì đó mà nó đã có cái chất dinh dưỡng trước đó rồi, thì chúng ta sẽ không cần phải bón phân định kỳ đâu. Mà ở đây thì chúng ta chỉ dòm cái cây của mình, nếu như là cái cây của mình mà nó thiếu phân thì nó sẽ bị vàng lá nha các bạn ha. Thì lúc đó thì mình sẽ vô phân cho nó, và phân cái ưu tiên để mà bón với các bạn đó là phân 20-15 ha, cái dòng mà TE đó. Tại vì cái dòng ba màu này là nó có đạm, lân, kali để nó giúp cho cây của mình nó phát triển. Thứ nhất á, là cây của mình là nó sẽ chắc chắn nè, do nó có cái kali cũng như là nó khử đi cái độ pH là nó có lân ha, và đạm là nó sẽ phát triển. Đó. Và tiếp tục là mình sẽ nói về cái vấn đề là tỉa nè, tỉa lá cũng như là tỉa chèo. Thì ở đây khi mà nó cái giai đoạn mà nó đã ra trái rồi các bạn, mà các bạn thu hoạch được là 1 cử đến 2 cử á, thì ở dưới gốc của mình nó sẽ có những cái lá mà vàng vàng các bạn, thì các bạn có thể là tỉa bỏ ha. Tại vì nó sẽ hút hết cái dinh dưỡng, nếu như là chúng ta tỉa bỏ hết á thì cái dinh dưỡng thì nó sẽ tập trung cho cái trái nha các bạn ha. Thì đó là về vấn đề là tỉa. Tiếp tục là mình sẽ nói về cái vấn đề là xịt sâu cũng như là xịt rầy ở trên cây đậu bắp của mình. Thì đối với cái cây đậu bắp này các bạn nó rất chi là rầy luôn, thì do đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng thuốc phù hợp để chúng ta xịt làm sao mà cho cây đậu bắp của mình nó không bị ảnh hưởng, nó không bị vàng lá. Có nhiều bạn không biết chúng ta chọn những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu có ký hiệu là EC đó, chúng ta xịt ở trên cây đậu bắp của mình á thì nó sẽ bị vàng lá và nó sẽ không có phát triển, và cái năng suất thì nó sẽ giảm lại ha. Thì do đó thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng thuốc dạng cớm có ký hiệu ở trên cái chai thuốc đó là VG nha các bạn ha, còn dạng bột là VB. Thì hai cái dòng thuốc mà có ký hiệu như thế này thì các bạn là ưu tiên là nên xịt ha. Có thể là các bạn xịt những cái dòng thuốc dạng nước cũng vẫn được, nhưng nó không hề ảnh hưởng ha. Mà trong trường hợp mà các bạn đã lỡ những xịt thuốc những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu đó
cây của mình nó đã bị si đó, thì ở đây thì chúng ta có thể là xịt dưỡng lại thằng cơm cát hoặc là thằng Atonit để cho cây của mình là nó mau phát triển lại nha mọi người ha. Thì đó là cơ bản về cách trồng đậu bắp làm sao mà cho nó đạt được cái năng suất cũng như là tiết kiệm được cái chi phí. Tại vì nếu như là chúng ta không biết những cái dòng thuốc nào mà xịt hiệu quả ở trên cái cây đậu bắp của mình các bạn, thì chúng ta xịt tùm lum rồi chúng ta dưỡng lại thì chúng ta rất là tốn tiền. Cũng như những cái dòng phân nào mà chúng ta cứ nghĩ là những cái dòng phân như là đạm cá hồi nè, rồi DAP này, chúng ta bón tùm lum vô các bạn sử dụng DAP các bạn bón cho cây đậu bắp của mình á, cây đậu bắp của mình là nó cực tốt luôn, cây mập mập này nọ luôn, nhưng mà trái rất là ít. Các bạn để ý đi, các bạn cứ thử là các bạn test, bạn trồng, bạn xem nhiều kênh coi cái lời nói của mình có đúng hay không đó. Thì hôm nay thì mình quay cho mọi người xem một cái mô hình là trồng cây đậu bắp trên nền đất thịt ha. Ở đây thì mình lưu ý cho các bạn về cái khoảng cách cực kỳ là quan trọng luôn, nó khoảng là từ là 5 tấc cho một gốc ha, cũng như là hàng cách hàng là 1 mét. Thì sau này bạn đi thu hoạch cũng như là bạn hái trái này nọ, nó sẽ không có bị ngứa mà cây của mình nó phát triển rất là ok luôn. Thời gian tới thì mình cũng sẽ tiếp tục là mình quay cho các bạn xem về cái mô hình này, khi mà nó bắt đầu mà nó ra bông, ra trái và những cái dòng thuốc và cũng như là những cái loại phân gì đó mà để mình bón cho cây đậu bắp các bạn, thì mình cũng sẽ quay cho các bạn luôn xem. Thì các bạn có thể là bấm đăng ký kênh để các bạn theo dõi ha. Đó. Rồi thì video ngày hôm nay thì chia sẻ cho các bạn những cái nội dung như vậy, bạn nào thấy hay thì hãy like ha. Rồi mình cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.